Đoạn nhi còn hãy mau về chốn thần kinh, lo dưỡng tâm luyện tập binh hùng, chớ nên lơ lạc đời mâu thuẫn. Mẹ bảo gì mà con chưa hiểu thông? Chuyện hệ trọng này con nên cẩn thận, tay biết mất rừng mẹ phải dùng cả sinh mạng mới dọa được anh con mọi chuyện bỏ qua, mời cứu tuôn an toàn nơi cung điện. Nó đành đoạn tình nên mẹ phải tính toán, nơi chốn kinh thành con hãy chờ tin, soạn đế lập quân mẹ giúp cho con. Lời mẫu hoàng con phân dân trong dạ, soạn đế của ai lập quân luyện trận, hoàng nương xin dạy lại.